Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Trước khi chúng ta đạo hàm, thì chúng ta thấy rõ, ở đây chúng ta có x bình phương cộng 1. Chúng ta sẽ lấy hai cái cục này nè, chia cho x bình phương cộng 1 ở dưới này. Như vậy, cái cục này nè, chia cái cục này, chúng ta sẽ có số 1. Sau đó chúng ta đạo hàm để đi tìm cực trị của nó. Số 1 là hằng số. Khi chúng ta đạo hàm thì nó sẽ trở thành số 0. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng công thức đạo hàm của Thương. Như vậy, trong trường hợp này, chúng ta sẽ đạo hàm 2x nhân với lại x bình phương cộng 1 trừ cho đạo hàm của x bình phương cộng 1 nhân cho 2x chia cho x bình phương cộng 1 tất cả bình phương. Và đây chính là cách giải. Đạo hàm của chữ x thì chúng ta sẽ có số 1. Như vậy chúng ta sẽ có số 2. Đạo hàm của x bình phương là 2x. Số 1 là hằng số, chúng ta sẽ có số 0. Đây mình bỏ đi. 2 nhân cho x bình phương cộng 1, chúng ta sẽ có 2x bình phương cộng cho 2x. Hồi lộn, cộng cho 2. Trừ 2x nhân cho 2x là trừ 4x bình phương. Tiếp tục. 2x bình phương trừ cho 4x bình phương là trừ 2x bình phương. Tiếp tục, chúng ta cho f(x) bằng 0 để đi tìm cực trị của nó. Thì chúng ta sẽ có nguyên cái cục này sẽ bằng 0. Và chúng ta rút gọn lại, chúng ta chỉ có cái cục này bằng 0 thôi. Như vậy, x bình phương sẽ bằng số 1. Để số 2 sang bên đây là trừ 2, chia 2 với cho trừ 2, chúng ta sẽ có cục này. Sau đó đặt căn bậc 2 cho hai bên, thì chúng ta sẽ có x bằng 1 và x bằng trừ 1. Như vậy chúng ta thấy x bằng 1 và x bằng trừ 1 và cái cục fx ở đây. Và bắt đầu từ đây chúng ta có thể vẽ bảng biến thiên. Chúng ta có trừ 1 và số 1. Bây giờ mình chọn một số bất kỳ, giả sử mình chọn x bằng 2, mình thế vào cái cục phương trình này nè, của f(x) á, thì chúng ta thấy rõ, nó sẽ ra số dương ở vị trí này, đây là số 0 nè, tại vì đó cực trị. Còn đây mình chọn x bằng 0, mình thế f(x) vào, chúng ta ra số âm, này ra số dương. Như vậy á, khi x chạy đến âm vô cực và cộng vô cực, thì chúng ta nhìn vào đây nha. Khi chúng ta chia cho tử và mẫu bằng x bình phương á, thì chúng ta sẽ có số 1. Còn cái này là 2 chia cho x, 1 cho x bình phương. Khi x chạy đến cộng vô cực và trừ vô cực, thì hai cái cục này sẽ bằng 0. Cục này cũng bằng 0. Trong cái phần giới hạn á, thì cái này chúng ta sẽ có số 1. Và tương tự với lại âm vô cực, chúng ta cũng ra số 1. Như vậy, chúng ta sẽ có số 1 ở đây. Lên đây trừ 1, thì chúng ta ra kết quả là số 2. Sau đó chúng ta xuống số 0, chúng ta lên số 1. Thì cái hình của chúng ta sẽ thành như thế này.
Như vậy, dựa vào bảng biến thiên thì chúng ta thấy rõ giá trị lớn nhất là cái số 2. Giá trị nhỏ nhất chính là số 0. Và đây chính là đáp án. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.